Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Dự báo trong đêm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Từ ngày mai 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, mưa dông tiếp tục mở rộng tại miền Bắc và cả Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 120mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Điều đáng lưu ý là trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, tại các tỉnh thành miền núi, người dân cần phải hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Mưa xuống sẽ khiến cho nắng nóng ở Bắc Bộ gần như chấm dứt hoàn toàn, nhiệt độ phổ biến đều giảm xuống dưới ngưỡng 33 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, nắng nóng được dự báo cũng sẽ thu hẹp dần về diện và cường độ. Trong ngày mai, vùng nắng nóng chủ yếu duy trì từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 cho đến 36 độ. Riêng vùng núi phía Tây nhiệt độ cao hơn. Còn đối với các tỉnh Thanh Hóa và khu vực Nghệ An, trong ngày mai sẽ chuyển nhiều mây và có mưa vào chiều tối. Đối với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, chiều và tối vẫn có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động từ 30 cho đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Ở trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa chỉ có mưa rông ở vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, mưa rào và rông xảy ra tập trung vào chiều tối, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, nên bà con ngư dân vẫn cần phải hết sức lưu ý. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ gần sáng và ngày mai 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Về tình hình nhiệt độ cụ thể tại các khu vực, các địa phương miền Đông phổ biến từ 25 cho đến 29 độ. Đêm có gió đông cấp 3, cấp 4, ngày gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong khi đó, khu vực miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, nền nhiệt sẽ cao hơn một chút, dao động từ 26 cho đến 30 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời cơ bản cũng là nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và dông. Đêm gió đông, ngày gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 đến 29 độ.